hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ. Theo lịch trình, sau khi tổ chức lễ truy điệu tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, vào sáng ngày 27 tháng 9 thì linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được đưa về quê hương an táng tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 7 giờ sáng ngày 26 tháng 9 thì lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu được tổ chức vào 7 giờ 30 ngày 27 tháng 9 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ngay sau khi tổ chức lễ truy điệu, khoảng 8 giờ 30 ngày 27 tháng 9, đoàn xe đưa linh cữu của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, đi ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và đi qua cầu Non Nước vào địa phận của Ninh Bình. Khi về đến Ninh Bình, đoàn sẽ đi qua đường Lương Văn Thăng, Trần Hưng Đạo, cầu Lim, quốc lộ 10, Kim Sơn. Sau đó thì di chuyển vào đường làng Lưu Quang, xã Quang Thịnh. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội thông báo về kế hoạch phân luồng và tổ chức giao thông trong 2 ngày quốc tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Theo đó thì từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 26 tháng 9 và từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 27 tháng 9, hạn chế các xe ô tô chở hàng từ 500 kg trở lên, ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên, trừ các loại xe buýt, xe gom rác và giải quyết sự cố xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ tang trên một số tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ. Đoạn từ Lò Đúc đến phố Huế, Trần Khánh Dư, D. Nguyễn Khoái, D401, Trần Quang Khải, phố Huế, Lê Duẩn, chiều từ Đại Cồ Việt đến Trần Dân Tông, Ngô Thị Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát, Chân, Bà Triệu, phố Huế, Hàng Bài. Cấm toàn bộ các phương tiện, trừ những xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ tang trên các tuyến đường Tăng Bạc Hồ, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc, Giác Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn, từ Nguyễn Cao đến Giác Xanh, Nguyễn Cao, từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn, Hàn Thuyên, Hàng Chuối, đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, đoạn từ Lò Đúc đến Tăng Bạc Hồ. Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 27 tháng 9 thì hạn chế các loại phương tiện nêu trên hoạt động các tuyến đường Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đoàn Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Ngụy Như Con Tum, Khuất Lê Tiến, đoạn từ Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến đến Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi. Vành đai 3 trên cao hạn chế cả hai chiều, đường từ đoạn nút giao thông Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long đến đường dẫn ra cao tốc Hà Nội Ninh Bình. Ngoài ra thì trong thời gian diễn ra lễ quốc tang, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế tạm cấm giao thông theo tuyến đường như sau. Các xe ô tô trong diện hạn chế tạm cấm từ quốc lộ 5 đi quốc lộ 1A, 1B qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đi các tỉnh phía Nam. Xe từ quốc lộ 1A, 1B đi quốc lộ 5 đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc là đi theo đường Tam Trinh, Minh Khai để đi qua cầu Vĩnh Tuy, đi qua các tỉnh Đông Bắc. Từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 27 tháng 9 thì các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi qua phía Bắc, đi qua cầu Thăng Long đến Pháp Vân lên đường cao của cầu Thanh Trì, quốc lộ 5 Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt. Các phương tiện từ Hà Nội đi Ninh Bình khuyến cáo các phương tiện đi vào quốc lộ 1A cũ. Xe từ quốc lộ 3 đi quốc lộ 5 theo đường Võ Văn Kiệt, quốc lộ 18, quốc lộ 1B và quốc lộ 5. Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện tuân thủ theo sự hướng dẫn điều tiết phân luồng phương tiện của lực lượng cảnh sát và đề nghị Tổng Công ty Vận tải Hà Nội điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên tuyến nêu trên. Gia đình có nguyện vọng miễn chấp điếu trong đám tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nguyện vọng của gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang là xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu khi cá nhân tổ chức đến viếng. Ngày 25 tháng 9, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa phát đi thông báo về việc thực hiện một số nghi thức quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên địa bàn tỉnh. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, thì trụ sở các cơ quan công sở doanh nghiệp treo cờ rủ có dải băng tang, kích thước bằng 1/10 chiều rộng của lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ, chỉ treo cờ cho đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để bay,
không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng trong hai ngày lễ quốc tang là 26 và 27 tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng lưu ý các đoàn đại biểu đến viếng sẽ được bố trí đi xe chung, có văn công trưởng đoàn trang phục trang trọng, nam mặc com lê cà vạt sẫm màu, nữ mặc áo dài đen hoặc là trang phục ngây nghiêm trang sẫm màu, không mang theo túi xách, không mang theo vòng hoa, chỉ mang theo dải băng đen kích cỡ 1,2 x 0.2 m, có ghi dòng chữ màu trắng kính viếng, có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan tổ chức cá nhân để gắn vào vòng hoa luân chuyển. Nguyện vọng của gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang là xin được miễn nhận tiền phúng điếu, chấp điếu của các tổ chức cá nhân đến viếng tang. Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết. Ông Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, Ninh Bình cho biết, đến 15 giờ chiều ngày 25 tháng 9 thì cơ bản công tác chuẩn bị phục vụ cho lễ viếng cũng đã hoàn thành và cũng đã sẵn sàng để cho các cán bộ nhân dân đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ sáng mai 26 tháng 9 tại xóm 13 xã Quang Thịnh, huyện Kim Sơn, nơi Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ra và lớn lên. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những phát ngôn gây ấn tượng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chúng tôi xin điểm lại một số phát ngôn ấn tượng của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tháng 2 năm 2018, tại lễ kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát biểu như sau. Lực lượng cảnh vệ công an xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ. Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Chủ tịch nước có phát biểu luật an ninh mạng không xâm phạm đời tư của công dân. Và tại một buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng có nói là người trong cuộc mới thấy rằng đấu tranh chống tham nhũng rất cam go và quyết liệt. Và cũng tại một buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2017, Chủ tịch nước có nói, bỏ tù mà tài sản tham nhũng không thu hồi được mới thắng lợi một nửa. Tại chương trình đối thoại Singapore lần thứ 38 do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức vào tháng 8 năm 2016, Chủ tịch nước có nói, nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột vũ trang, thì không có người thắng người thua mà tất cả cùng thua. Chủ tịch nước phát biểu tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2016. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn thử thách, thì trí tuệ Việt Nam bừng sáng để biến thành nội lực to lớn. Lá thư cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mới hôm qua, ngày 20 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn có lá thư gửi các cháu thiếu nhi nhi đồng trên cả nước. Ấy vậy mà, 10 giờ 05 phút sáng nay, ông đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lá thư ấy dường như trở thành di chúc sau cùng cho thế hệ mầm non tương lai mà Chủ tịch nước để lại trước lúc ra đi. Trước đó, để động viên trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung Thu 2018, ngày 20 tháng 9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi đến các cháu thiếu nhi nhi đồng trên cả nước. Có thể nội dung bức thư được báo chí đăng tải hôm qua đã được Chủ tịch nước viết trong những ngày làm việc bận bịu hoặc ngay cả trên giường bệnh. Nếu như những lời tâm tư, tình cảm ấy cũng là việc làm cuối cùng dành cho đất nước Việt Nam trong cuộc đời ông. Sự an cần, trìu mến thấm đắm trong từng câu chữ mộc mạc dung dị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mặc cho căn bệnh hiểm nghèo có thể làm hao gầy đi thân xác, nhưng nó chẳng thể nào rút bỏ được lòng tin và tình yêu của ông dành cho các cháu thiếu nhi nhi đồng từ bao lâu nay. Như chúng ta thấy thì Chủ tịch nước Đại Quang là người rất quan tâm đến đời sống thế hệ trẻ, thiếu nhi nhi đồng. Ông là người yêu cầu làm rõ vụ giam ô bé gái ở Vũng Tàu, rồi là người thường xuyên có những cuộc gặp mặt để tuyên dương khen thưởng động viên trẻ em nghèo. Trong buổi gặp mặt 58 đại biểu trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh phải tiếp tục quan tâm xây dựng trường học, công trình vui chơi giải trí cho trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai dịch bệnh, trẻ em các gia đình chính sách, gia đình nghèo, trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo.
chú trọng xã hội hóa công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em theo hướng là đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị xã hội. Khi phát biểu tại lễ khai giảng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội, Chủ tịch nước cũng không quên nhắn nhủ đến các học sinh cần phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão ý chí vươn lên, nỗ lực thi đua học tốt, rèn luyện tốt trở thành con ngoan trò giỏi, để mai sau là những công dân tốt, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những lời nhắn nhủ ấy lại xuất hiện một lần nữa trong bức thư chúc Tết Trung Thu. Bác mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi hơn nữa. Sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Thế nhưng niềm mong mỏi đó bây giờ hóa thành di nguyện của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước lúc ra đi. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến tận tụy vì dân, vì nước, đến những giây phút cuối đời cũng không quên dặn dò thế hệ mầm non tương lai của dân tộc. Phải chăng đất nước và nhân dân đã chiếm trọn trái tim ông cả một đời? Tuy Chủ tịch nước đã đi rồi, nhưng những nụ hôn ông để lại cho các cháu thiếu nhi đồng vẫn còn ấm nóng như ngày hôm qua.